Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử hai bị cáo cùng trú tỉnh Quảng Nam, gồm Trương Văn Ích, 29 tuổi và Trần Văn Tấn, 26 tuổi, về hành vi mua bán trái phép ma túy. Theo cáo trạng, Ích và Tấn vốn là bạn bè, cùng ra Đà Nẵng để kiếm việc làm. Mặc dù cả hai đều có công việc nhưng không tu chí làm ăn, mà rủ nhau cùng mua ma túy về sử dụng và bán lại kiếm lời. Sau thời gian theo dõi, tối ngày 19 tháng 12 năm 2020, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Cửa Ô Hòa Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố đã dừng xe ô tô do Ích điều khiển. Ích rất tinh quái khi cất giấu ma túy ở trong hộc của cốp xe nhằm che mắt lực lượng công an. Qua khám xét, phát hiện được 200 viên thuốc lắc, 50 gram ketamin và một số dụng cụ dùng để sử dụng và phân chia ma túy. Trước hội đồng xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Trương Văn Ích 17 năm tù, Trần Văn Tấn 16 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.